Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, không khí vui tươi rộn ràng của mùa Tết Trung Thu đã tràn ngập khắp các tuyến đường, ngõ phố và lan tỏa trong lòng mỗi người dân, đặc biệt là các em thiếu nhi. Cũng giống như bao bạn bè đồng trang lứa, 14 học sinh lớp tình thương khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên cũng đã có một cái Tết Trung Thu thật vui tươi, ấm áp và tràn đầy ý nghĩa bởi tình yêu thương của các ban ngành đoàn thể địa phương và quý mạnh thường quân gần xa. 14 học sinh của lớp học tình thương khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên là 14 hoàn cảnh khác nhau. Với các em, để đến được lớp học tình thương đã khó, và lồng đèn, bánh trung thu chỉ là mơ ước. Hiểu được hoàn cảnh của những đứa trẻ yếu thế, ban chủ nhiệm lớp đã phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể địa phương đã mang Tết Trung Thu đến sớm cho các em, để các em hiểu được ý nghĩa thật sự của Tết Trung Thu, Tết của sự sẻ chia và tình yêu thương của toàn xã hội dành cho các em thiếu nhi khó khăn, yếu thế. Các cháu của lớp học tình thương này đó, thì nó có cái đặc biệt như thế này. Hầu hết là các cháu là 3 hoặc 4 không. Không nhà, không hộ khẩu, không khai sanh và không có cha hoặc không có cả cha lẫn mẹ. Đó là cái lớp đặc biệt. Cho nên là muốn giúp cho các cháu nó không có bị bỏ lại phía sau và nó không có bị tủi thân. Thành ra chúng tôi hôm nay tổ chức cái đoàn gồm có cựu chiến binh, đoàn thanh niên, người rồi hội một khuyến học của phường đến để thăm phường đoàn là đến để thăm và tổ chức phá cổ, tổ chức cho các cháu vui chơi để các cháu nó không có cảm giác là nó đã bị bỏ lại phía sau. Nó luôn luôn là nó nghĩ đó là cũng như các bạn khác. Trong không gian ấm áp tại lớp học tình thương, các em đã được các cô, chú, anh chị chia sẻ ý nghĩa về ngày Tết Trung Thu, nghe những câu chuyện kể thú vị về chị Hằng, chú Cụi, Cung Trăng. Đồng thời được thưởng thức vị ngọt, hương thơm lan tỏa của những chiếc bánh trung thu, những hộp sữa thơm ngon, bổ dưỡng. Không chỉ vậy, Trung Thu năm nay, mỗi em còn được nhận một lồng đèn và 2 chiếc bánh do các mạnh thường quân trên địa bàn thành phố Long Xuyên hỗ trợ để có thể thưởng thức cùng gia đình. Dạ, thường ngày con đi bán vé số phụ giúp cha với mẹ với bà nội con. Hôm nay con được mạnh thường quân vô cho quà bánh trung thu, con ăn ngon lắm. Nhà con khó khăn nên từ bữa tới giờ con chưa có lồng đèn với lại bánh. Lần này có mấy mạnh thường quân cho con hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt. Để cảm ơn mấy mạnh thường quân. Bằng tình yêu thương, sự sẻ chia của các cấp, các ngành và toàn xã hội, một mùa Trung Thu trọn vẹn, ý nghĩa, chan chứa tình yêu thương đã thực sự đến với các em học sinh lớp học tình thương khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình. Những phần quà thiết thực đã góp phần xua bớt đi những khó khăn, vất vả trong cuộc sống, giúp các em tận hưởng được không khí vui tươi, phấn khởi của ngày Tết Trung Thu như bao bạn bè, đồng trang lứa. Để các em luôn biết rằng, dẫu có khó khăn thì bên cạnh các em vẫn luôn có những người sẽ dang rộng vòng tay san sẻ cùng các em những nhọc nhằn, vất vả, dìu dắt các em đến một tương lai tươi sáng hơn.